Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Hôm nay mình chia sẻ một cái đề tài thấy ở Việt Nam, người dân Việt Nam mình lên Facebook mình lướt và truyền thông thông tin rồi, ơi mình thấy người dân mình đang xôn xao nao nức đón tổng thống Mỹ rồi, âm âm mà mình thấy rất là vui bởi vì người Việt bên Việt Nam mình gọi là rất là hiếu khách. Đấy. Các bạn thấy khi nói tới Mỹ là họ hớn hở như lắm, họ rất là hớn hở ở trên mạng. Nhiều người họ cho rằng Mỹ là hàng Việt Nam sẽ đem đến những cái tài sản tiền của đổ vô Việt Nam. Tôi thấy qua cái chuyện mà trên Bosa TV có một người đưa cái link cho tôi xem đó, một anh taxi mà anh ca ngợi thằng Mỹ, anh ca ngợi thằng Mỹ mà tới nỗi tôi thấy tôi nóng lạnh luôn. Nó không có đơn giản gì đâu anh chị các bạn, nói thật sự mà nói, tại vì cái đồng tiền mà cái xã hội Mỹ đời sống nó cao quá đi, khi nó sang Việt Nam thì mình thấy cái gì nó cũng hào nhoáng. Mỹ mà nó làm ăn cái gì cũng vậy, phải có quyền lợi của nó thôi, nó không có quyền lợi của nó đừng có hòng, mà mình không khéo á thì nó hay chơi cái trò nó còn không lợi dụng được nữa đó thì nó bỏ à, nó buông à. Cho nên mình phải khéo léo ngoại giao vậy thôi. Thì tôi tin rằng những nhà lãnh đạo Việt Nam mình họ rất là khéo léo chứ không phải là không, nhưng mà tầm nhìn của người dân của mình á thì mình chưa có hiểu. Cho nên cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam tôi thấy rất là hay, về những cái cách mà họ ngoại giao rất là chiến lược. Bạn thấy đó, họ khẳng định được cái vị thế của Việt Nam của mình. Các bạn thấy những cái tin tức truyền thông của tụi Mỹ và ở nước ngoài đó, có đưa tin hiện nay đó, Mỹ nó rất cần Việt Nam. Tại vì sao? Nó rất cần Việt Nam để là nó gọi là encounter, tức là Trung Quốc, có nghĩa là để gọi là chống Trung Quốc á. Nếu là nói mình nói theo cái nghĩa đen á là sẽ dùng Việt Nam chống Trung Quốc, tại vì thằng Mỹ nó hiểu được cái chiều dài lịch sử và chiến lược của Việt Nam, vị thế của Việt Nam của mình rất là mạnh, các bạn thấy. Cho nên nó qua nó tăng bốc Việt Nam của mình, các bạn thấy không? Ông Biden hôm qua ông tăng bốc Việt Nam mình, nào là cường quốc, một cường quốc ở châu Á, rất là vui, mình cảm thấy nó rất là vui. À, rồi nào là ông tăng bốc cái ông VinFast lên nữa, cái đó cũng hay thôi chứ không có gì. Nhưng mà có nhiều người, các bạn thấy không, họ lầm tưởng thấy ô quá đã VinFast được tổng thống Mỹ gọi là tăng bốc lên rồi, PR đồ quảng cáo một cách rất là ngon ha. Các bạn thấy làm chết chứ mà giỡn đâu. Tại vì sao? Cái người mà họ đi ra, họ đi tìm những cái đầu tư đổ tiền vô cho họ à. Tại sao tội gì không tăng bốc? VinFast đổ đó mấy tỷ đô lần chứ phải ít đâu. Tiền tỷ đô mà. Lời lỗ thì ta không cần biết tụi bay lời lỗ thế nào. À, nhưng mà cứ đổ vô đi. Vậy thôi. Có nhiều người không hiểu, họ phá, họ mê. Các bạn thấy trong vấn đề mà khi Mỹ mà nói tới Việt Nam như vậy đó, cái vấn đề ngoại giao nó chơi sập lắm, nó đi dàn xe máy bay phi cơ đồ dữ dằn lắm, nó làm cái gì mình thấy cũng thấy mê lắm. À, bởi vì các bạn thấy tại sao có những quốc gia mà Mỹ nó từng ngoại giao rất là thân cận, tôi nói như là Iran nè, Iraq nè, Afghanistan nè, ngay cả cái phe mà đối lập mà chống Mỹ một thời gọi là Al Qaeda, Taliban á, là cũng do Mỹ lập ra đó các bạn. Ông Mỹ ông chơi nhiều cái, ông bỏ ngang người ta, khi mà ông không còn lợi dụng nữa được á thì ông bỏ ngang người ta, mà ông còn lợi dụng được á, ui chèn ôi ông tăng bốc lên, ông ca tụng. À, tại vì ông hiểu được những cái tâm lý của những cái quốc gia mà khi mà họ cần cái dòng ngoại tệ và cần cái tiếng nói của họ, của nó thì nó tăng bốc. Thì các bạn biết dân của mình thì làm sao mình hiểu nổi được những cái chiến lược của chính phủ, các bạn nói
các bạn phải tìm hiểu và học hỏi, phải phải mà nghiên cứu trên những cái mà về lĩnh vực chính trị ở trên cái không gian mạng này, đào sâu vào những cái mà chính trị, những chuyên gia mà họ bình luận được rất là hay, nó giúp cho mình có cái sự hiểu biết, các bạn thấy không? Cho nên nhiều người ở trên này mà khi mà tôi chia sẻ đó, họ 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 lại rất là bực mình tại sao chính sách ngoại giao của Mỹ với Việt Nam thân thiết như vậy, mà lại tôi thì lại lại giống như là mình phân tích một cách nó trái chiều á. Nó họ bắt đầu họ, họ bức xúc và họ chửi, là chửi tôi à. Cái vấn đề đó thì bình thường thôi, tại vì cái tánh của tôi mà tôi sống với thằng Mỹ thì tôi thấy sao tôi chia sẻ vậy thôi. Các bạn biết chính sách ngoại giao của thằng Mỹ mà nó siêu lắm, nó là cái thằng siêu để đặng mà nó gọi là nó manipulate người ta, nó làm cho người ta tin theo những gì của nó rồi đi theo nó. Các bạn biết nó sang Việt Nam hiện nay nó rất cần Việt Nam các bạn. Cái vấn đề chiến lược của Việt Nam ở trên cái Biển Đông đó, nó có những cái sự tranh chấp trên đó mà Việt Nam dành những cái ưu thế rất là chiến lược về trong lịch sử về Biển Đông như vậy nữa. Mình có những cái bối cảnh lịch sử được chứng nhận là Biển Đông của Việt Nam, nhưng mà tụi Mỹ chính sách ngoại giao của nó thời ông Nixon đó, nó tăng bốc cái thằng Mỹ lên để nó để cho cái thằng ố nó tăng bốc Trung Quốc lên và để cho thằng Trung Quốc nắm được những cái vị thế mạnh, khiến bây giờ thằng Mỹ nó bị mất quá nhiều quyền lợi ở ở Biển Đông với lại ở châu Á, mà nó bây giờ nó bắt đầu nó lo lắng cho đồng minh của nó là Nhật nè và Đài Loan. Các bạn biết tuy rằng Đài Loan không phải là một đồng minh chính thức nhưng mà nó có những cái ký kết về vấn đề bảo hộ à, cho nên bây giờ nó thấy như vậy thì nó chỉ có ông Việt Nam mình mới đủ sức để gọi là răn đe được thằng Mỹ thôi. Các bạn nên nhớ như vậy. Nếu nói về vấn đề chiến lược, các bạn biết Việt Nam mình có cái vịnh Cam Ranh, chỉ cần mình phát triển kinh tế, mình hiện đại hóa quốc phòng thôi, là tôi nói chị các bạn, mình hiện đại hóa quốc phòng ở vịnh Cam Ranh thôi là thằng Trung Quốc nó té đá trong quần chứ không phải giỡn. Tại vì cả một hệ thống quân sự chiến lược của nó nằm ở đảo Hải Nam mà trong tầm ngắm của vịnh Cam Ranh, thì các bạn nghĩ đi, Việt Nam mình mà ngoại giao mà thằng Mỹ nó thấy vậy đó, nó cũng vô nó ngoại giao Việt Nam mình, nâng tầm chiến lược lên thì cũng giúp nó rất là nhiều. Và trong cái tương lai chỉ cần mà nó đáp máy bay hay là tàu chiến của nó vào đó và nó oanh tạc thằng Trung Quốc là cũng mệt xỉu rồi các bạn đấy. Cho nên nó những cái chiến thuật nó đi không phải giống như những người dân mà tầm thường mình suy nghĩ nổi đâu. Những ngoài ngoại giao người ta hiểu, người ta cũng phải giấu kín, người ta cũng phải âm thầm, cái đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Còn những người mà người ta làm ăn, mà người ta nghiên cứu trên vấn đề chính trị thì người ta thấy được những cái mặt trái của nó. Thằng Mỹ mà dân mình thì tại vì cái cuộc sống của mình nó càng lúc nó càng thay đổi, thì mình thấy những cái chính sách ngoại giao của Mỹ nó nâng nâng tầm chiến lược lên như vậy đó, thì bắt đầu người dân cũng hớn hở. Nhưng mà anh chị em nên nhớ, đó là những cũng là một cái âm mưu rất là nguy hiểm chứ không phải giỡn đâu. Tại Việt Nam mình là một gia một đảng, nó không phải giống như là những cái quốc gia đa đảng, những cái cuộc chơi chính trị đầy thủ đoạn từ nó, những cái cuộc chơi chính trị đầy thủ đoạn của những cái quốc gia đa đảng nó bị dân ghê gớm lắm. Còn mình là một đảng như vậy, các bạn thấy khi mà thằng Mỹ nó cho ăn cái bánh vẽ như vậy đó, cái người dân họ họ khoái quá đi, cái gì cũng Mỹ không à, mà bị sao bây giờ về chính sách mà Việt Nam mình có cái gì mà không có hài lòng với Mỹ đi, nó quay qua ở đầu nó châm chọc đấy. Các bạn thấy tại sao là những cái cuộc cách mạng mà nó nổi lên ở những nhiều quốc gia trong những năm qua, đó cũng là những cái chính sách mà hàng Mỹ nó qua. Lúc đầu thì nó đi sâu vào tâm lý của người dân, nó lấy được lòng của người dân, các bạn thấy không? Đây, nó ủng hộ chính phủ thế này nọ, cái làm cho người dân họ mê muội và họ phái. Hello
chào chị các bạn trong diễn đàn nha. Thì người dân học phái đi thì bắt đầu họ theo các bạn thấy bắt đầu đi, nó bắt mũi người dân, nó tạo bắt đầu từ từ nó tạo ra trong những cái người mà ngay cả hệ thống mà của chính chính phủ nữa. Các bạn biết hồi thời ông Saddam Hussein cũng vậy, khi mà nó nghịch với ông Saddam Hussein rồi đó, các bạn biết nó mua chuộc mấy tướng lãnh của Saddam Hussein, cho nên người cả thế giới người ta nhìn người ta thấy nó gọi là nó tấn công Iraq á, nó đi dọc đường á chẳng có đụng một cuộc chiến nào trơn, tại mấy ông tướng lãnh á nó mua chuộc hết trơn, ghê rồi. Các bạn thấy nó mua chuộc Mỹ, nó cứ lái xe xông pha nó đi tới thôi, chỉ có một số các nhóm du kích nhỏ lẻ phản công thôi, còn bao nhiêu là nó mua hết, nó mua chuộc, nó từ 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 nó ngấm ngầm và nó làm cho xáo trộn với chính trị, chứ không phải giỡn đâu. Đó là những cái gì mà tôi sống với thằng Mỹ, tôi thấy cái cách làm việc của nó, cái chỗ chính trị của Mỹ nó thủ đoạn ghê gớm lắm, cho nên trên cái không gian mạng này nhiều khi những người mà dân của mình trong nước rồi lên mình chia sẻ những cái mặt trái thì họ 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 cảm thấy rất là bực tức. Họ khó chịu thì bởi vì họ thấy rằng tại sao chính sách ngoại giao của Việt Nam trên cơ sở gọi là lý thuyết thì rất là tuyệt vời các bạn thấy không, nhưng mà đường 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 dài và đường xa nó còn nhiều chông gai lắm chứ không phải giỡn. Với lại những cái trò chơi của thằng Mỹ, tụi nó chơi nhiều cái trò bẩn thỉu lắm, tại vì đời những cái đời tổng thống này nó lên nó làm việc theo cái nhóm lợi ích của nó, còn những cái đời tổng thống khác nó lên rồi nó lại thay đổi theo những cái cách làm của nó, theo những cái quyền lợi của những cái nhóm tài phiệt lợi ích của nó khủng khiếp lắm chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu. Nhưng mà tại vì người dân của mình mà gọi là hiếu khách, thì khi một ông tổng thống mà qua vậy chèn ơi truyền thông tin tức đưa lên hầm hầm hao luôn, tôi thấy nó vui vui. Nhưng mà các bạn thấy những cái quốc gia như Trung Quốc hay Nhật Bản, ngay cả Đài Loan hay là Nam Hàn đồ gì, họ dân trí của họ cao lắm, họ đâu có làm gì đâu, tin tức truyền thông của họ bình thường, họ chỉ bình luận về chính trị thôi, tại vì người dân của họ đã có cái sự ý thức hiểu biết rất là cao, họ không có sính ngoại và ca tụng về vấn đề mà khi tổng thống Mỹ mà tới quốc gia của họ là truyền thông báo chí rồi mở kênh YouTube rồi Facebook rồi Twitter rồi channel tiếng ông Việt Nam của mình, tôi nói thấy gầu luôn, thấy thấy kiếp thiệt chứ. Ôi, quay quay từ khúc từ đoạn rồi người dân gần xe đón chào rồi những cái đoạn đường đi qua rồi nào là xe cộ phi cơ máy bay rồi những cái lính Mỹ rồi những cái cách mà phục vụ từ nhà hàng ăn uống rồi chỗ ăn chỗ ở rồi tổng thống đi đâu rồi mấy ông truyền thông, mấy ông mà YouTuber rồi mấy ông mà trên Facebook nè mang rồi ca ngợi, tôi thấy nó vui vui mà nó làm sao đi á. Nhưng mà ở những quốc gia phát triển người ta dân của người ta các bạn để ý đi, các bạn để ý mà tổng thống Mỹ mà đi họ bình thường thôi ha, và truyền thông họ chỉ bình luận về vấn đề mà ngoại giao, về vấn đề chiến lược, về vấn đề kinh tế, đạt được những cái gì và lợi ích gì cho quốc gia của họ thôi, chứ dân của họ họ không có ca tụng giống Việt Nam mình đâu, tại vì mình một cái quốc gia trải qua nhiều cái chiến tranh loạn lạc và mình đi từ một con số không mà như hôm nay, thì người dân của mình bị truyền thông vắt mũi nhiều hơn, theo tôi thấy như vậy. Truyền thông Việt Nam nó bắt mũi lên mạng cũng vậy, có nhiều người họ họ không cập nhật được những cái thông tin gọi là đa chiều trái chiều, những cái thông tin mà xác thật, nó tôi nói trái chiều ở đây là cái gì, là những cái thông tin mà xác thật chính thống của những người người ta chuyên gia rồi người ta bình luận như thế nào họ không cập nhật được. Các bạn đừng có nghĩ những cái browser là những cái như là Microsoft
Google hay là Yahoo rồi các bạn bè Việt Nam là các bạn có thể cập nhật được đâu. Tại vì ở Việt Nam họ sẽ họ cài cái mặc định. Mỗi lần mà tôi đi về á, tôi mà cầm laptop và tôi về bển mà tôi đổi cái gọi là cái location, có nghĩa là cái vùng mà đó, là chuyển qua Việt Nam á, cái múi giờ cũng vậy nữa, là tôi vô những cái tin tức ở nước ngoài tôi vô không được. Tại vì cái mặc định nó đã cài như vậy rồi, muốn vô đó là tôi phải đổi lại. Hay tôi đổi là cái hồi lúc trước cái định vị của tôi là ở bên Mỹ, thì tôi phải đổi lại cái mặc định ở bên Mỹ tôi mới vào được, tôi mới có thể vào được trong Yahoo, tôi mới vào được Google mà của những cái kênh chính thống, những cái người chuyên gia người ta bình luận mới xem được, hay là lên ngay cả chứng khoán thị trường ở tại New York cũng vậy, mình mới vào được. Chứ còn không là nó bị mặc định toàn là tiếng Việt, rồi những cái truyền thông tiếng Việt nó họ 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 dịch lại thuật lại đó, rồi họ những người mà họ chỉ biên soạn lại rồi họ thêm mắm thêm muối, nó mất đi những cái tính trung thực. Cho nên vấn đề mà cập nhật thông tin, nếu mà nói về người dân trong nước của mình chưa có đủ cái khả năng để rằng cập nhật được những cái thông tin trên thế giới. Nó thứ nhất, nó đòi hỏi vấn đề mà ngôn ngữ. Tối nay tôi nói thật, cho nên nhiều khi một số các bạn lên mạng chia sẻ ca ngợi về vấn đề mà tôi nói như là VinFast đi, nhưng mà cái về mặt trái đó, về cái mặt mà những cái chuyên gia người ta định hướng, người ta bình luận và người ta phân tích thì nó lại trái chiều lại. Cho nên chính vì vậy đó, những cái thế lực mà gọi là thù địch xuyên tạc chống phá Việt Nam đó, nó mới lợi dụng được, nó mới dùng cái đó, dùng những cái sự kiện đó nó mới xuyên tạc chống phá Việt Nam. Các bạn thấy không, thà là ở Việt Nam mình im, mình đừng có lên mạng mình phô trương, mình tung hô quá thì không sao, có các bạn thấy không, rồi còn khi mình tung hô quá thì những cái tụi mà nó chống phá Việt Nam nó nắm bắt được những cái sơ hở về truyền thông đó ở hải ngoại đó, nó nắm bắt được được được. Bây giờ tôi lên mạng tôi thấy có nhiều người họ Photoshop hay là họ chỉ chia sẻ những cái gọi là tin tức nó chưa được kiểm chứng đó, họ tung hô một cái sự việc gì trong nước, xong rồi trên trên không gian mạng những cái kênh mà chính thống của những người phân tích chuyên gia đó, người ta nói rất là chính xác thì họ bị hớ. Cho nên lý do là tôi thấy những người mà gọi là đấu tranh, gọi là yêu nước, gọi là bảo vệ cơ chế Việt Nam á, là họ bị những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại gọi là qua mặt hết trơn à. Nói là đại khái là vậy đó. Tôi vào trong mấy cái đấu trường vậy, họ đưa những cái thông tin đó, nó không có thiết thực được. Cho nên tụi tụi những cái tụi mà tổ chức chống cộng ở hải ngoại nó nắm được những cái điểm yếu đó, bắt đầu nó xuyên tạc chống phá Việt Nam. Đấy, bắt đầu nó kích động, nó gỉ tai những cái người mà nhẹ dạ cả tin trong nước. Đó là lý do các bạn thấy tôi về Việt Nam, ngay cả một tôi đi khắp nhiều nơi, tôi giao tiếp với những thành phần mà gọi là lao động phổ thông, những người mà gọi là nghèo khổ đó, gọi giai cấp trung lưu, họ sống nó nghèo khổ không đúng, những giai cấp mà họ sống có như họ lao động, họ làm ăn, họ kiếm tiền cuộc sống hàng ngày của họ đó, khi ngồi trò chuyện với họ đó thì họ ca ngợi Mỹ, họ mê, họ họ rất là phái, không những họ còn nghe những cái truyền thông của truyền thông xuyên tạc chống phá Việt Nam của thằng Trương Quốc Huy hay là của thằng Sơn Lê, rồi của bọn Diệp Tân của những cái tổ chức chống cộng ở ngoài hải ngoại đó. Các bạn thấy tụi nó nói một cách phải nói là nó nói một cách gọi là nó chứng thật được những cái sự kiện ở nước ngoài, và nó phản bác được những cái mà thông tin mà những người gọi là lên mạng gọi là bảo vệ cơ chế Việt Nam mình đó. Tụi nó chứng minh, cho nên tôi để thích làm sao cho nó dễ hiểu thôi. Rồi tụi nó dùng những cái thông tin của nó chính thống, bắt đầu nó quay qua, nó đánh ngược lại, nó làm cho những cái người mà lên mạng mà gọi là bảo vệ cơ chế bị hụt hẫng, và khiến cho những cái người dân
những cái người khác họ lên mạng họ mất niềm tin, bắt đầu họ họ đi theo những cái thế lực mà xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn thấy nó rất là nguy hiểm à, bởi vì truyền thông Việt Nam nó không có cái sự liên kết rõ ràng rõ rệt, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy chia sẻ để đặng làm sao câu được nhiều view và kiếm được nhiều tiền. Còn còn những cái quốc gia mà người ta bảo vệ cái lợi ích quốc gia họ, các bạn thấy truyền thông của họ họ một lòng với nhau ghê lắm. Các bạn thấy thằng Mỹ cũng vậy, cũng vậy đó. Những cái chuyện gì mà ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia, quyền lợi của nhóm lợi ích nó, đừng hòng mà nó lên đó mà các bạn thấy nó xào tới xào lui, nó nói một lần là xong, và nó đồng một lòng với nhau. Nó tụi nó phải nói là rất là có cái sự gọi là quán triệt về vấn đề mà tư tưởng để đặng mà nó bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó. Còn truyền thông Việt Nam của mình, các bạn xem ông nói gà bà nói vịt, lên coi nào là báo Tuổi Trẻ, báo Tiền Phong hay là những cái tờ báo Việt Việt Nam Express gì đó, mạnh ai nấy nói à, rồi YouTuber đồ mạnh người nào đấy làm sao mà chia sẻ theo cái cách của họ, rồi những người họ hâm mộ một cái sản phẩm nào đó của Việt Nam hay là một người nào đó của Việt Nam, họ cũng nói theo cái ý của họ mà họ không dựa trên cái thực tế và cái sự xác thực của thông tin. Các bạn thấy không, nó gây xáo trộn thông tin rất là nhiều. Cho nên tôi cũng những gì tôi chia sẻ, tôi nói chuyện mà tôi cũng đi tìm hiểu đây đó và đúc kết ra để mong rằng gửi một cái thông điệp về quê hương để những người mà lãnh đạo hay là những người mà người ta có những cái tầm nhìn chiến lược, họ có thể nghiên cứu, họ có thể tìm hiểu những cái thông tin tôi chia sẻ. Tôi tin, tôi nghĩ là vậy, chứ không phải là tôi là cái là hay hay là cái gì, nhưng mà cái cuộc sống của tôi tiếp cận được cái môi trường sống ở bên Mỹ, nó hàng ngày hàng giờ hàng phút tôi tiếp cận được, cho nên tôi thấy và tôi chia sẻ vậy thôi. Thôi thì mình dừng lại ở đây. Xin chào quý bạn, chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.